Lại là một ca biến chứng về tiêm filler thái dương của một bạn chủ ta. Mình sẽ phân tích ca này để giúp các bạn có thể tiêm filler thái dương được an toàn hơn nhé. Đây là tĩnh mạch thái dương giữa, tĩnh mạch mí mắt trên, tĩnh mạch sentinel. Ở ca này thì có thể rơi vào một trong hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất, có thể bạn ấy đã lấy mồi và tiêm vào tĩnh mạch thái dương giữa, làm cho ứ máu ở tĩnh mạch mí mắt trên và tĩnh mạch sentinel. Trường hợp thứ hai là có thể bạn ấy đã làm vỡ tĩnh mạch và xử lý không đúng cách, làm cho bầm tím nó lan rộng. Để tiêm an toàn thì chúng ta phải lấy mồi ở vị trí ngang đuôi mắt giao với chân tóc trở xuống. Còn ở tại vị trí mà ngay trên ngón tay trỏ đặt ngang đuôi mắt là sẽ có tĩnh mạch thái dương giữa, chúng ta không nên lấy mồi vào vùng này. Thái dương là một vùng da sát xương, lớp mỡ mỏng và tĩnh mạch chạy nông, nên khi luồn kim phải luồn hết sức nhẹ nhàng. Và còn trường hợp không may xảy ra biến chứng vỡ mạch thì chúng ta phải lấy cả lòng bàn tay để ép toàn bộ cái vùng tiêm, giúp cho mạch máu nó xẹp lại, cầm máu này và tống hết những cái máu mà nó chảy ra khỏi lòng mạch đi qua lỗ kim mồi, sẽ hạn chế được tối đa sự bầm tím và lo lắng cho khách hàng. Mong rằng là với chia sẻ của mình thì sẽ giúp các bạn chủ spa bình tĩnh khi xử lý biến chứng của filler botox. Còn bạn nào mà chưa có kiến thức nền tảng, chưa tự tin xử lý biến chứng thì hãy mua ngay cuốn sách của mình, rất là ngắn gọn, đầy đủ về cách tiêm và cách xử lý biến chứng. Tuy sách ngắn và chưa có hình minh họa ngay trong sách, nhưng các bạn hãy chịu khó đọc và xem hình minh họa trên điện thoại cộng với sự hỗ trợ chuyên môn của mình thì đảm bảo là chuyên môn của các bạn sẽ tăng lên rất là nhiều.